Thưa quý vị, đường phố vắng vẻ, nhà nhà cửa đóng then cài, điều này thật khác biệt so với lễ Quốc khánh 2 tháng 9 những năm trước. Trong thời điểm hiện tại, điều này thực sự có ý nghĩa khi người dân Tây Ninh nêu cao tinh thần chống dịch, ai ở đâu ở đó, chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết. Lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay diễn ra trong điều kiện hết sức đặc biệt. Thế nhưng, dù ở đâu, trong điều kiện như thế nào, thì ngày hôm nay vẫn là ngày trong trái tim mỗi người dân bùng lên những cảm xúc thiêng liêng, niềm tin kiêu hãnh và lòng tự hào dân tộc. Tin tưởng rằng chúng ta sẽ sớm khống chế được dịch bệnh. Tin tưởng rằng chúng ta lại một lần nữa chiến thắng kẻ thù, và lần này là kẻ thù vô hình COVID-19. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau rất nhiều năm kể từ ngày đất nước thống nhất, do dịch diễn biến phức tạp, dịp lễ Quốc khánh năm nay nhiều hoạt động kỷ niệm không thể diễn ra, nhiều người cũng không thể quây quần bên gia đình. Không riêng những cán bộ chiến sĩ công an Tây Ninh mà các lực lượng khác và người dân đang phải gồng mình chống lại kẻ thù vô hình, virus SARS-CoV-2. Lễ mỗi năm á thì có đi chơi, còn nay là coi như giờ lo chống dịch thì ở nhà, coi như tâm trí là cứ để chống dịch thôi. Mong muốn hết là coi như cả thế giới thì được bình yên, đó là xua tan hết dịch đi, đặng mọi người dân được cái sinh hoạt bình thường trở lại, coi như cái đó là mong muốn lớn nhất. Việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là một quyết định không ai mong muốn, nhưng dịch COVID-19 thực sự là kẻ thù vô hình, chưa có tiền lệ mà chúng ta phải quyết tâm đẩy lùi để sớm quay trở lại nhịp sống bình thường. Người dân hạn chế ra đường, lưu lượng phương tiện giảm, không vì thế mà áp lực công việc của từng cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 hạ nhiệt. Những trường hợp không cấp thiết thì mình sẽ nhắc nhở, đối với những người dân lớn tuổi, mình sẽ nhắc nhở cho người ta quay về, giải thích cho người ta hiểu được khi nào cần thiết theo chỉ thị 16, còn nếu không cần thiết phải cho quay về. Còn những trường hợp nào cố tình thì tiến hành lập biên bản, xử lý theo quy định. Sáng nay thì những chiếc xe tải mà được quay đầu là lý do là đi không đúng luồng xanh. Cái thứ hai nữa là thiếu giấy test Covid, hết hạn. Công an các đơn vị địa phương tăng cường bám sát địa bàn, quản lý về cư trú, tình hình người dân đi đến từ địa phương khác, kịp thời có biện pháp hướng dẫn người dân khai báo y tế, theo dõi, giám sát sức khỏe và thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp quy định, đặc biệt là người dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại số người từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh có dịch đó, về mà theo đoàn á, thì thị xã Hòa Thành đã tổ chức đón tiếp là 197 người. Còn những cái người mà đi tự do bằng xe máy á, thì về thị xã Hòa Thành trên địa bàn hiện nay là chúng tôi nắm được là 272 người. Sau đó thì công an thị xã cũng chỉ đạo lực lượng công an cấp xã trên cơ sở những cái lực lượng của địa phương thì đã quản lý chặt cái số người trong thời gian qua là không có trường hợp nào cách ly tại nhà mà để xảy ra lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Còn đối với những trường hợp mà người dân tự đi thì công an thị xã Hòa Thành kết hợp với công an tỉnh cũng đã giữ những cái chứng minh nhân dân, căn cước, giấy tờ tùy thân khi người đó đến các trạm chốt. Trong ngày hôm đó chúng tôi giao lại những cái giấy chứng minh, những giấy tờ tùy thân đó cho công an địa phương cấp xã nơi người đó cư trú để sáng ngày hôm sau người đó lên nhận và được trạm y tế sẽ làm các thủ tục theo quy định. Hiện tại là trên địa bàn thị xã Hòa Thành công tác quản lý cư trú thực hiện hàng ngày, hàng giờ. Việc kiểm soát tốt ngay từ cơ sở sẽ kịp thời phát hiện, xử lý nhanh các trường hợp người đến từ vùng dịch, góp phần đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay diễn ra vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Do đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Tây Ninh đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông kết hợp phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát ngoài cái lực lượng tại chính cái chốt ở các cái cửa ngõ, các cái lực lượng các cái chốt trong nội tỉnh thì hiện nay thì cái lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã triển khai cái kế hoạch tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng như là xử lý vi phạm về cái trật tự an toàn giao thông. Làm sao mà để đảm bảo cái tình hình trật tự an toàn giao thông trong cái 4 cái ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 thì lượng người và phương tiện lưu thông trên đường sẽ ít hơn các năm trước. Bởi vì do chúng ta đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16. Tuy nhiên, công an thành phố cũng không có chủ quan nhưng mà vẫn bố trí các tổ tuần tra kiểm soát lưu động.
nhất là tại các chốt kiểm soát dịch bệnh để hạn chế đến mức thấp nhất người và phương tiện lưu thông ra đường trong cái trường hợp không thực sự cần thiết, để góp phần làm ổn định cái tình hình dịch bệnh trên địa bàn và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Hơn 3 tháng qua, lực lượng công an cùng nhiều lực lượng khác không quản khó khăn, trực tiếp tham gia vào công tác chống dịch. Đã có những hy sinh trong cuộc chiến chống Covid-19. Trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta rất cần một tinh thần vững vàng, ý chí quyết tâm có thể chiến thắng đại dịch. Ngày Quốc khánh năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh là dịp để chúng ta phát huy tinh thần, hành động thiết thực 5K phòng chống dịch Covid-19. Và lúc này, mỗi người dân đang hướng về sắc đỏ màu cờ Tổ quốc với niềm tin mãnh liệt rằng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, chúng ta lại một lần nữa được sống trong niềm vui, không khí của sự chiến thắng đại dịch Covid-19.